Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Tiếp tục là những đơn hàng đầu xuân năm 2024. Ngay lúc này Ngọc Gia Ban đang có mặt tại Petro Thăng Long, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình để bàn giao cái phiên bản hot nhất trong tầm phân khúc trên 20 triệu. Đó chính là phiên bản SKS 5600 của thương hiệu Furidoki cho chị Huệ. Và đây chính là cái khung cảnh của nhà chị Huệ ở dưới tầng 1. Và chị Huệ có mong muốn là được Ngọc Gia Ban lắp đặt cái chiếc ghế SKS 5600 ở trên tầng 2 với cái vị trí là phòng khách của chị, để chị vừa có thể là trải nghiệm chiếc ghế, thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó thì chị vẫn có thể nghe được tin tức thời sự hay là những cái bản nhạc qua TV. Ngay lúc này thì bạn Cường, bạn ấy đang tháo dỡ cái lớp băng cuốn của cái chiếc ghế và cũng như là lắp đặt đúng cái vị trí phù hợp và mong muốn của chị Huệ. Mỗi đơn hàng thì Ngọc Gia Ban lại có những cái câu chuyện rất là khác nhau, có những vị khách hàng mới, có những vị khách hàng cũ và có những khách hàng được giới thiệu. Chị Huệ là một trong những khách hàng biết tới Ngọc Gia Ban qua người bạn của chị cũng đã từng sử dụng sản phẩm dịch vụ của Ngọc Gia Ban. Sau khi đã được lời giới thiệu tư vấn từ về sản phẩm này cho tới dịch vụ rất là chất lượng, và chị Huệ đã liên hệ với Ngọc Gia Ban là muốn mua một cái chiếc ghế ở tầm phân khúc là trên 20 triệu. Và cũng như là về cái nhu cầu của chị thường xuyên là bị đau mỏi vai gáy, và có cái chiếc ghế nào là đầy đủ các chức năng massage toàn thân hay không. Thì với cái phiên bản SKS 5600 hot nhất ở tầm phân khúc thì ngày hôm nay Ngọc Gia Ban mới có cơ duyên để có thể bàn giao cho chị. Bên cạnh đó thì chị Huệ cũng đang tìm kiếm một cái trợ lý đắc lực để phụ giúp cho chị trong cái công việc là dọn nhà. Và chị Huệ đã hỏi Ngọc Gia Ban rằng là có cái phiên bản máy hút bụi nào vừa tốt và giá thành phân khúc phù hợp để có thể là tư vấn cho chị. Bạn Cường bên bộ phận giao hàng đang hướng dẫn cho chị về cái cách sử dụng của phiên bản máy hút bụi Toshiba màu đỏ, và cũng như là hướng dẫn cho anh nhà về cái sử dụng phiên bản SKS 5600. Máy ấn trước đã cũng được, xong mai học được 4 cái đẹp học nào. Cái máy nó lại làm sao nó lại học mất rồi. Đây, vậy em cho lên trên này nữa chị. Cái máy này là nó được à. Đây, vậy em. Có phải cái máy cũng chưa có hả em? Chả có, giờ nó đang mang. Thì khi mà nó tự động hết bài thì mình sẽ bấm cái nút này, là thế sẽ tự thu. Chỉ mở một lần thôi. Khi mà chơi bài thì mình sẽ bấm tắt đây. Cuối này nó có cứng không? Riêng ở đó cứng không? Cứng không? Cứng hơn bên kia. Khu này cháu có hai ghế ở đây xem. Ừ. Và lời cuối cùng, Ngọc Gia Ban gửi lời cảm ơn, kính chúc tới chị Huệ và toàn thể đại gia đình bước sang một năm mới có một sức khỏe mới, an khang, thịnh vượng, phát tài, phát lộc, vạn sự như ý. Cảm ơn chị và đại gia đình rất nhiều.